Trong tháng công nhân năm 2024, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tập trung vào các hoạt động hưởng ứng như chương trình phúc lợi cho đoàn viên, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức, người lao động, tuyên truyền, tư vấn pháp luật, đối thoại với đoàn viên, người lao động, xây dựng mái ấm công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Trong tháng 5, tháng công nhân này, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục công bố quyết định thành lập từ 5 đến 7 tổ chức công đoàn cơ sở. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên sẽ ra quyết định thành lập một tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Các hoạt động như hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát, tổ chức trò chơi dân gian, gian hàng áo dài không đồng, bán hàng giảm giá, khám sức khỏe miễn phí cho người lao động, hướng dẫn lái xe an toàn, thay dầu xe máy miễn phí, cắt tóc miễn phí, bữa ăn giữa giờ thường xuyên được các cấp công đoàn tích cực tổ chức. Chương trình này rất là có ý nghĩa đối với tôi bởi vì tôi là một người phụ nữ, đối với những vấn đề liên quan đến xe thì chúng tôi cũng không hiểu lắm, nên là có các anh đã hỗ trợ và trợ giúp cho tôi. Để các hoạt động trong tháng công nhân hiệu quả thiết thực, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn cơ sở chủ động triển khai ít nhất một việc cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, với mong muốn các hoạt động trong tháng công nhân như một món quà ý nghĩa thay lời cảm ơn của công đoàn dành cho công nhân viên chức lao động. Thông qua các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi thì người lao động sẽ thêm tin tưởng cũng như là thu hút tập hợp được người lao động mà chưa vào công đoàn quan tâm và sẽ hướng tới với tổ chức công đoàn. Nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng công nhân sẽ khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.